Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Magman. Cái khẩu này dịch ra từ chị Google Translate thì nó có nghĩa là đàn ông điên. What the fuck? Chị ấy dịch hơi bị vi diệu rồi. Ủa té kìa bạn ơi. Mắc rồi. Đèn rồi, mình bắn không hiện đam nữa này. What the fuck? Ủa chết sạch. Rồi em té đây. Cái kiểu mà bị lag như thế này thì không thể thể hiện thái độ lồi lõm với những cái con zombie trước mặt được. Đấy. Ủa y tá này. Trời ơi, bắn nó không thể lên đam được. Thế này ai chơi? Vâng, nó biến luôn kìa. What? Tốc biến à? Rồi, mình thấy rất nhiều những con zombie đấy, ở dưới chân của mình. Té thôi, có hero nữa rồi. Không phải xoắn. Vâng, bây giờ không xoắn thì nó cũng phải xoắn thôi. Tại vì không có hero. À chứ nhầm, bắn không lên đam thì bây giờ có hero nó cũng thế thôi anh em ạ. Bây giờ mình chỉ biến hero một phát thôi. Y rằng là tạch ngay. Này thì úi rồi. Ai chơi? Chơi thế này ai chơi? Vâng hiện rồi này. Hay lắm. Ủa té thôi. Ủa ghê nhở. Tay xa thế. Bọn này phải, phải phải gọi ví như là những tay Luffy. Đấy. Bị lừa rồi. Bố mẹ lại sợ mày quá cơ. Vâng, té 36 kế. Chùa là thượng sách. What? Nó rớt rồi mà. Sao lên được? Đùa hư cấu vậy. Trời ơi. Mình cứ tưởng là nó rớt rồi cơ. Hay là con khác nhỉ? Con khác từ đâu ra? Khiếp thật. Bọn này dã man này nhầm ạ. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Mong trận này sẽ không lag. Nói chung là quá đen. Thế thôi. Rồi, thùng hàng lại thất thủ. Chuẩn bị có hero rồi. À, vâng, mỗi lần thùng hàng thất thủ thì y rằng mình rất là vui. Tại vì sẽ không còn nỗi sợ, nỗi ám ảnh thùng hàng thẩm du quá nhiều. Vâng, thấy một mã đạn đéo trúng viên nào. What the fuck? Ủa, mất giáp. Rồi, ăn xong thì té thôi. Có hàng ăn xong thì nuốt nuốt lòi mồm rồi thì phải té thôi anh em ạ. Đấy. Không thể ăn thêm được. Đấy, cứ cố thêm một tí nữa thôi. Y rằng là mình sẽ gia nhập team zombie luôn. Đấy, có sai đâu thằng tơ. Hay lắm tơ ơi. Bạn làm gì đấy? Ủa, cái này bật scope lên mà sấy thì đúng là không biết là đạn nó bay về đâu. Ui. Ui, kinh vãi. Rồi té đây. Ai. Mình sợ lắm. Mạng lag này. Không thể chơi được. Rồi bên thùng hàng nó vẫn thẩm du lại. Qua bên thùng hàng đi bạn ơi. Khuyến khích nào. Thế đấy nào cứ đuổi theo mình. Mình thì vừa lag này. Bắn thì không hiện đam. Vâng bật scope lên cho có thôi. Chứ thực sự với cái tình trạng mạng như thế này thì bắn nó không thể hiện đam được. Vâng bắn từ lúc nãy và bây giờ mới hiện đam. What? Rồi vâng thế này thì mình chết thì chắc là chết. Chết từ đời tống mà sống từ gia nhập team từ đời Việt Nam. Ủi thoát. Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì này? What? Vâng sấp mặt lờ. Chán đấy nhở. Mạng lag này. Ui cái gì nữa. Rồi đít game. Vãi nồi. Vâng, mình đã trở lại và không biết là lợi hại hay ăn hại hơn chưa. Nhưng mình nghĩ với cái ping như thế này thì chắc là mình sẽ lợi hại hơn. Đấy. Đấy, bắn nó sẽ hiện đam ngay, rất là chất anh em ạ. Đấy, bắn như thế này, đạn ngắm vào đâu là đạn bay vào đấy. Chứ không phải như kiểu là sấy một mã đạn mà đéo trúng viên nào. Vâng, té thôi. Không phải xoắn làm gì. Ping ở cái mức này thì cũng không cần xoắn nhiều. Đấy. Y tá đi ra thì lại cương thi đi vào. Phối hợp nhuần nhuyễn thế nhở. Bọn này diễn từ trước rồi. Vâng anh em không biết là cứ bảo là mình thuê diễn viên. Thôi té té té. Cút cút ra để cho chúng nó thể hiện. Đứa nhây làm cái gì. Rồi chị y tá thấy rồi. Và chị cương thi bắt đầu lao lên với tốc độ bàn thờ và nằm xuống. Ô, mình có cầm theo lục đầu bò nhưng thực sự chắc là không cần dùng đâu.
vì cái khẩu súng của mình xài nó cũng bá rồi. Cái khẩu này thì thực sự là nhận free để test thì phải. Mình thấy nó cũng oh, what the fuck. Mình thấy nó rất là đẹp. Ôi, vẫn thon này đấy các bạn thấy không ạ? Cái lợi hại của việc ping thấp nó rất là bá. Đấy, lách qua dưới máy rất là dễ dàng. Chứ không phải như kiểu là, nói chung là rơi vào tay nó là chết như kiểu mình bị pha rớt xuống lúc nãy. Mình rõ ràng mình rớt xa thế rồi mà vẫn bị y tá nó vờn trúng. Đấy, mình không thể vào vòng tay của chúng nó được. Chúng ta không thuộc về nhau. Rồi tính nhảy qua này. Này thì parkour này. Vô cố. Bây giờ có lấy đà cỡ nào nó cũng thế thôi bạn ơi. Mình té đây. Thôi. Bớt bớt tí nào. Úi dồi ôi. Tôi xong rồi. Please. Tha cho mình. Vâng. Vẫn thoát. Rồi. Thoát rồi. Rồi. Làm gì mà căng vậy. Lại đây. Bố mì cân. Thế thôi. Vâng. Lại đây. Ai úi dồi. Tôi xong rồi. Parkour mít thế này, mít thế này. Trời ơi, còn có 2.000 máu, ai chơi? Rồi, vẫn là liếm được. Vâng. Sắp mặt lờ. Ok, mình sẽ tiếp tục đây. Cái khẩu này thì mình chưa thấy trong cái chế độ PUBG mà anh em hay gọi là PUBG ấy. Cái khẩu này thì chưa thấy, những cái khẩu AK thì nhìn đẹp vãi. Mình cứ tưởng là AK ra rồi cơ. Nhưng không ngờ là AK chưa ra. Mới ra khẩu QBZ VIP thì phải. Bon bit thì sao ấy. Không rõ nữa. Để mình sẽ có cơ hội test cái khẩu đấy. Nhìn rất là đẹp. Dạo gần đây thì nó ra súng toàn ra súng chất thôi. Đấy, rất thích anh em ạ. Tại vì thích thì thích súng chất thôi. Chứ còn cái độ mạnh hay là độ bò của em nó thì thực sự nó bão hòa rồi. Không khác nhau nhiều. Đấy, ngoài trừ cái skin là nó khác rất là nhiều. Như cái khẩu này này. Có cả scope. Và cái scope nó còn chế thêm cái gương mặt rất là bựa. Vâng, cái tên đàn ông điên thì hơi bị sai. Mình nghĩ nó sẽ dịch ra thành cái khác. Ủa, từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Thích thì cứ bơi vào đây. Bơi vào đây thì mình té thôi. Chứ không cần được. Thế thôi. Nói là chỉ đơn giản. Ủa, what the fuck. Ôi, từ từ thôi. Rồi, may quá, không bị vẫn thoát được. Một pha parkour bị lỗi, hình như là lag. Rồi nhìn cái ping hơn 100x là biết là lag nặng rồi. Lại như lúc nãy rồi. Vâng, chỉ cương thi kìa. Rồi em té đây. Không xoắn lên làm cái gì. Vâng, giết thằng dưới. Ủa, thằng dưới, đúng rồi. Hero nào. Vâng, một thằng nữa thôi là có hero. Mình đang đợi cái phút giây ở đó đây. Ôi, bọn này nó cứ chọn mình. What the fuck. Này, thích hư cấu à. Cứ bơi vào đây. Anh em đâu? Ra quay tay nào. Đấy, không giết được thằng đấy thì tụi mình sẽ quay tay quyết liệt. Còn bình lang như thế này thì không thể đi săn nhiệt tình được. Ủa ơi, Gatling. Rồi, Gatling ai chơi? Đậu xanh. Bơi hết vào đây. Bố mày có Gatling bảo kê rồi. Để sợ bố con thằng nào. Thế thôi. Vâng, bên kia kìa. Thôi chắc mình sẽ để cho bên kia nó qua nó cào. Ủa ơi, what the fuck, cái gì vậy? Vâng, té rồi. Thế cho nó chắc. Còn cái giáp chúng ta vẫn có thể nhây được. Nhây tốt là đằng khác đi chứ. Nhây tốt. Ôi. Thế xong rồi, té thôi. Con này ghê nhở. Không thể ngửi được. Nó bây giờ không biết đi đâu về đâu. Ủa, nó ngay một bên. Dã man thật. Rồi bình tĩnh. Ui, what? Nhanh vậy ba. Trời ơi. Mình không hiểu tại sao cái tên cái súng này nó dịch ra là đàn ông điên. What the fuck. Nhìn cái skin cũng chả liên quan gì. Thế là mình Google dịch bị lỗi rồi. Đấy. Cái não chị ấy dịch cho quá nhiều người rồi. Bây giờ các bạn hiểu như là một cái cho nhiều người sử dụng thì nó nát đến như nào. Vâng, thì chúng ta có thể hiểu được cái sự nát bét của chị Google Translate. Ố, sao không lên được này. Rồi, tuyệt vời. Vâng, chúng ta đã chiêm ngưỡng được cảnh tượng là cái phía thùng hàng nó không còn một bóng người. Nó chỉ còn bóng zombie thôi.
Vâng, ở đây là chúng ta sẽ được thấy những hình hình ảnh cực kỳ là man rợ ở phía trên khu vực bàn thờ. Ủa rồi, thôi, lên trên bàn thờ mà chơi. Đây mỗi một mình, em nó cũng cố lên để la liếm cho bằng được cái chứ. Vâng, thích la liếm thì cứ hết bơi hết vào đây. Mình đứng đây sẵn sàng dã một mả đạn vào mồm, thế thôi. Há đủ hàng này. What? Mình chưa ấn chém sao nó lại chết nhở? Rồi té thôi. Cái gì vậy, chạy đâu vậy? Ôi vãi, mình thấy thằng kia chạy là mình nghi rồi. What the hell, cái pha đấy chém ảo lòi chứ. Thực sự mình chưa kịp bắn nút chém thì nó đã sấp mặt lìn rồi. Vâng, hành động hack đã xảy ra. Này thì lao xuống săn thì đúng rồi này. Cứ thích lồi lõm với chúng tôi cơ. Đây, bố mày cần. Thế thôi. Vâng, cứ thẩm du đi. Cay bọn này nãy giờ rồi. Cứ đứng trên thùng hàng thẩm du. Này đi. What? Thẩm du còn mua giáp nó cái gì, nó mệt người. Thẩm du thì không cần mua giáp đâu bạn ấy. Giáp tốn lắm, tốn kém cực. Khi nào đi săn thì hãy mua giáp thôi. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Ôi mắc mắc, trời ơi. Mình muốn nhảy chéo qua cơ nhưng bị mắc rồi. Đây là một thanh niên cực kỳ lầy lội. Vâng, Thẩm Du quay tay không biến hero. Các bạn sẽ chết ngay sau đây. Úi rồi, biến không kịp phải không? Mình biết rồi, mình cũng gặp ngay tình cảnh như thế. Biến làm gì kịp. Thà đấy mà sờ ngay nút biến cũng không bao giờ kịp. Từ phi mà nó như PC mà ấn một cái thì mình không nói. Đây mobile nó khó lắm anh em ạ. Vì đôi lúc thì mình quay tay, tay mình nó ra mồ hôi. Thực sự là... Rồi chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây.